Thưa sư, cho con hỏi, khi ngồi thiền hơi thở nhiều hơn, trong thời thiền bị phóng tâm liên tục khoảng 15 phút mới nhận ra là bị phóng tâm và tiếp tục theo dõi, nhưng lại phóng tâm tiếp. Thời thiền đó không theo dõi được tí nào. Có những thời thiền tâm con lo lắng bất an chuyện gia đình, công việc, bệnh tật, con cũng không theo dõi được hơi thở ra vào. Con tự nghĩ coi như đã lãng phí mất một buổi thiền hàng ngày. Con đi làm, con chỉ mong đến tối để ngồi thiền được. Nhưng đến khi ngồi thiền, con lại không theo dõi được hơi thở, mỗi ngày chỉ ngồi được 20-30 phút. Sư giải đáp thắc mắc này giúp con. Thì thưa quý vị, có một điều có lẽ như sư nói rồi mà quý vị không có để ý lắm, đó là các cái đề mục thiền tứ niệm xứ, bao gồm thiền chỉ và thiền quán, hầu hết là dành cho hàng xuất gia chứ không phải dành cho hàng tại gia. Hàng cư sĩ tại gia đó muốn hành tứ niệm xứ hoặc là hành thiền chỉ trong những cái điều kiện rất là hẹp hòi, rất là ngặt nghèo. Điều kiện thứ nhất là họ phải có một đời sống ly dục. Đó có nghĩa là một đời sống mà độc thân, độc cư, mặc dù là cư sĩ nhưng là họ có một đời sống độc cư hay một đời sống ly dục, ít muốn biết đủ. Đó là điều kiện ngặt nghèo thứ nhất. Nếu không được như vậy nữa thì họ chỉ có thể hành được trong các ngày bát quan trai giới thôi. Do đó tại sao hàng cư sĩ có những ngày trai giới là như vậy? Trai giới thì có khi là họ giữ trai giới trong 2 ngày mỗi tháng là 14-30, hoặc giữ trong 4 ngày mỗi tháng là 14-15-29-30, hoặc là giữ trong 8 ngày mỗi tháng, hoặc là giữ 10 ngày mỗi tháng. Hoặc có khi là họ giữ như là sắp tới là Chư Tăng Vô Hạ, thì có một bộ phận cư sĩ họ có thể giữ trai giới trong 1 tháng, có thể giữ trai giới trong 3 tháng. Đó. Thì khi họ giữ trai giới như vậy thì họ có được cái sự ly dục tạm thời. Nhờ sự ly dục tạm thời đó mà họ có khả năng tu tập thiền chỉ, thiền quán. Và khi đó họ mới có tiến bộ. Do đó Đức Phật trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật mới nói đó, người mà hành trì tứ niệm xứ mà miên mật á, thì trong vòng 7 ngày thì cũng có thể chứng đắc đạo quả. Nhưng mà nhấn mạnh là hành đúng nha, hành đúng mà hành miên mật đó. Còn cư sĩ quý vị đó mà quý vị không làm được như vậy thì làm ơn nhớ đến một cái bài kinh khác nữa. Khi mà Đức Phật, khi Bồ Tát quyết định vào rừng Khổ Hạnh Lâm, U Rú Quỳ Lá đó, để mà Ngài hành khổ hạnh, thì Ngài có suy nghĩ như thế này, mà sau này Đức Phật Ngài lặp lại để Ngài nhấn mạnh cái sự quan trọng của tinh tấn. Ngài đưa ra những hình ảnh như sau. Giống như một cái cây, một cái khúc gỗ, một khúc gỗ mà bị nhún xuống nước, nó ướt đẫm như vậy đó, thì cho dù có nỗ lực mà xoay cây gỗ, mà xoay lấy lửa đó, quý vị biết hồi xưa người ta xoay gỗ lấy lửa mà, thì cho dù có nỗ lực xoay đi chăng nữa đó, thì cũng không thể nào tạo ra lửa được. Nó cũng ví như là một người mà cái nội tâm của họ nó chìm đắm trong các dục á, thì dù cho họ có nỗ lực như thế nào đi nữa họ cũng không thể chứng đắc đạo quả. Cái thứ hai đó là một cây gỗ mà vớt từ dưới nước lên mà nó vẫn còn ướt nhem như vậy đó, mà dù cho họ có nỗ lực họ xoay á, thì cũng không tạo ra lửa. Nó cũng ví như một người
họ không sống cái đời sống tại gia hưởng dục nữa, mà họ sống một cái đời xuất gia, nhưng mà nội tâm của họ vẫn còn chìm đắm trong dục. Nó là thoát khỏi mặt nước rồi nhưng mà vẫn nội tâm của họ vẫn còn chìm đắm trong dục, thì dù có nỗ lực đến đâu chăng nữa họ vẫn không thể chứng đắc đạo quả. Cái hình ảnh thứ ba là cái hình ảnh một cái khúc gỗ được vớt lên trên khỏi mặt nước, được để khô ráo rồi không còn nước nữa, thì khi đó vị đó nỗ lực, nhưng mà nỗ lực cái lửa cái gỗ nó vừa nóng một tí xíu thì vị đó nghỉ, có nghĩa là vừa xoay 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 một tí xíu á, cái gỗ nó vừa nóng tí xíu vị đó nghỉ, rồi sau đó vị đó xoay nữa, xoay tiếp, nhưng mà đang xoay như vậy vừa nóng thì vị đó lại nghỉ. Thì Đức Phật nói người như vậy họ cũng không thể tạo ra lửa được, cũng giống như một người sống một cái đời sống xuất gia tránh khỏi được cái đời sống tại gia hưởng dục, nội tâm của họ đó không có bị ô nhiễm bởi các dục, nhưng mà khi họ nỗ lực chỉ một chút xíu thì họ lại ngưng, họ không có được sự nỗ lực liên tục thì họ cũng không thể chứng đắc đạo quả. Là cái kiểu gì nói là một ngày tu mấy tiếng đồng hồ đó, đó một ngày ngồi thiền 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng gì đó, rồi sau đó nghỉ, là cái kiểu đó Đức Phật nói cũng không thể nào chứng đắc đạo quả được. Chỉ có cái kiểu thứ tư, có nghĩa là cái khúc gỗ nó được vớt lên, được để khô, được cố gắng liên tục, khi mà xoay gỗ như vậy đó, cây gỗ nó nóng lên vì đó vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục xoay 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 xoay, thì như vậy với sự cố gắng liên tục đó vì đó có thể tạo ra lửa. Cũng vậy, cũng như một người từ bỏ cái đời sống hưởng dục tại gia vì đó hướng đến cái đời sống ly dục xuất gia, và khi xuất gia như vậy vị đó cũng không loại khỏi cái tâm của vị đó những cái tư tưởng về dục lạc, những tư tưởng về hưởng thụ. Và khi vị đó hành thiền, vị đó hành thiền một cách miên mật, nỗ lực liên tục, không có sự ngơi nghỉ, thì chính vì cái sự nỗ lực liên tục như vậy vị đó có thể chứng đắc đạo quả. Thành ra quý vị thấy là quý vị ở trong cái dạng nào ở trong bốn cái thứ này. Thứ nhất ha, cư sĩ tại gia, và tại gia hỏi quý vị, tại gia quý vị có hưởng dục hay không hưởng dục? Tại gia có hưởng dục, tại gia có hưởng dục. Quý vị hành thiền, quý vị hành theo kiểu gì? Hành thiền theo cái kiểu là cái gỗ nó vừa nóng lên tí xíu là mình nghỉ, thì cái kiểu đó hỏi quý vị, câu quý vị được cái gì ở trong cái giáo pháp này? Chứng đắc đạo quả không, miễn rồi đó. À, miễn rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì có còn hơn không. Dù sao quý vị một ngày như vậy đó có được 15-20 phút mà quý vị có cái thiện chí, và xin nó chỉ nói đơn giản quý vị có thiện chí thôi, có thiện chí ngồi thiền, có thiện chí hành thiền, thì cái thiện chí đó bản thân nó cũng là công đức, nó cũng là cái phước thiện. Bởi vì sao? Bởi vì ít nhất một ngày quý vị có dành ra một cái khoảng thời gian nhỏ nhoi để quý vị ráng làm sao để quý vị ly dục, để quý vị ráng làm sao để mà quý vị hướng đến cái sự giải thoát. Nhưng mà đương nhiên cái sự hướng đến cái sự ráng nó chỉ là cái thiện chí thôi. Nhưng mà có còn hơn không thì nó vẫn tốt hơn là một người không có tu tập gì ráo rỗi hết trơn nha, mà suốt ngày chỉ biết hưởng thụ mà không biết tu tập, không biết làm các cái thiện pháp. Cho nên nếu mà lôi hai cái con người tại gia cư sĩ, một người ít nhất một ngày có hành thiền, có tu tập 15-20 phút, so với một người mà không có tu tập gì hết, thì ít nhất cái con người có hành thiền nó vẫn lành hơn cái con người kia ha. Sư nói tốt thì vẫn có tốt, nhưng mà nếu mà nói để cho coi cho được á, coi cho được thì nó chưa đâu, chưa tới đâu đâu, chưa tới đâu. Giống như á, một cái đứa lớp 1 á, nó biết chữ A B C, nó mới học xong A B C 24 bằng chữ cái,
dù sao thì nó vẫn tốt hơn là cái đứa mà nó thất học, cái đứa nó dốt chữ, nó không biết chữ. Nhưng mà cái sự biết 24 bảng chữ cái đó không là cái gì so với một cái vị giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ. Nó không là cái gì hết trơn á, nhưng mà thôi có còn hơn không. Ha. Còn mà quý vị muốn mà nó cái việc hành thiền của quý vị mà nó tốt á, thì như sư nói quý vị phải có những cái ngày miên mật. Đó là những ngày gì? Những cái ngày phát quan trai. Quý vị những cái ngày trai giới đó, ví dụ như một tháng 14-30, thí dụ như vậy. Một ngày nghỉ làm, sư nói là nghỉ làm nhưng không có đi làm. Đi làm đừng có nói trai giới là không có đi làm. Nha. Nghỉ làm, thọ giới, hành thiền miên mật, dẹp hết toàn bộ các cái mối liên kết đối với gia đình, coi như là cái chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, chuyện nhà, chuyện cửa, rồi chuyện con gà, con chó, chuyện đàn ông, đàn bà, dẹp hết một bên. Quý vị tập trung, quý vị hành thiền thì quý vị mới tạo ra được một cái sự tu tập đáng kể, có nghĩa là đó. Chứ còn cái chuyện mà mỗi ngày tu 15 phút, 20 phút á, thì nó chỉ là cái kiểu có hơn không, như đứa con nít mà nó biết 24 bằng chữ cái thôi. Chứ đừng có nói mà mình so sánh với anh lớp 5 hay là so sánh với cái anh lớp 12, so sánh với một anh sinh viên ha? Đó. Ngoài ra đó, sư còn một cái gợi ý nữa là nếu như mà quý vị có cái sự có lòng á, có lòng á, thì quý vị theo dõi hơi thở không nhất thiết là cứ phải một ngày ngồi 15-20 phút như vậy, mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị cũng có thể theo dõi hơi thở được. Ví dụ như trong cái lúc mà chờ như chờ xếp hàng hoặc là trong cái lúc mà đang chờ làm giấy tờ, hoặc trong cái lúc mà đang chờ khám bệnh, hoặc là thậm chí sư nói là trong cái lúc mà quý vị đang chờ đèn đỏ, thì quý vị vẫn có cơ hội mà quý vị quay trở lại hơi thở được. Nhưng mà nói thì sư nói là cái kiểu lý tưởng thôi, chứ sư không tin là quý vị làm được chuyện đó thường xuyên đâu ha? Làm ngày này qua ngày khác, tại vì cái kiểu người mà làm được như vậy đó là cái kiểu mà hành miên mật. Còn mình nói thì nó chỉ là cái thiện chí thôi, một cái lý tưởng thôi.